Nó nằm viện mới mấy ngày à, mà nó ốm thấy rõ luôn nè. Thiệt là xót quá chừng. Nó nằm viện mấy ngày, nó mập ú, trắng nõn vậy mà bà lo cái gì? Ba này, kỳ quá à. Con mập ú hồi nào? Ăn không ngồi rội trong đó, con đã muốn chết luôn. À, con nè. Dạ. Con biết gì chưa? Chuyện gì vậy má? Trời ơi, hôm qua ông ngoại con mới tàn sát một trận ở bên nhà dì hai con đó. Ủa? Đập tơi tả hai mẹ con bà sáng luôn đó. Thiệt hả má? Ừ. Ông ngoại đại khai sắc giới nữa hả? Hay quá ta. Nghe ông ngoại con kể lại chuyện này, là hai mẹ con bà qua bển tính lấy lòng, nhưng mà ông ngoại vừa gặp hả, là cho mấy cây ba ton. Vì hai mà không cản hả, là có chuyện lớn đó con. Mà có con ở đó nha, con sẽ cổ vũ cho ông ngoại đập thêm mấy cái cây gậy nữa. Người gì đâu á mà mặt dày muốn chết luôn, tới giờ này á mà còn dám dắt bạc tới nhà của mình nữa. Con Hạnh mà nó về á, bảo đảm chị hai sẽ than vắng thở dài rồi kêu nó tha thứ cho chồng nó. Thiệt tình tội con nhỏ ghê. Má, không có dễ đâu. Con thấy á, chị Hạnh kiên quyết lắm rồi á. Với lại á, sức chịu đựng của con người cũng có hạn chứ. Mà nếu á chị mà có chịu á, con cũng ép chị bởi ý định đó liền luôn. Nhỏ này. Alo. Hạnh ơi, con về gấp đi, anh Sang nó bị đánh đó. Mẹ nói sao? Anh Sang bị đánh hả? Ông ngoại con đó, không nói không rằng, thấy thằng nhỏ đập tới tấp luôn. Mẹ không biết ăn nói làm sao với chị tôi nữa. Bây giờ mẹ nói với con á thì con đi công tác rồi, con cũng đâu có giải quyết được gì đâu. Con nhỏ này, con xong việc thì về sớm đi. Có làm vợ một ngày á thì cũng phải lo cho chồng đàng hoàng chứ. Thôi mẹ đừng có nói gì nữa. Bây giờ mẹ có nói gì á, con cũng không có về nhà ảnh đâu. Con mệt lắm rồi, nếu mà con cứ như vậy hoài á thì con nghĩ là con phát điên lên á. Con cứ về đi, rồi mẹ sẽ lo cho hai đứa chỗ ở riêng. Rồi còn sinh con sinh cháu cho ba mẹ bé bồng nữa chứ. Con gái con lứa gì, hở chút là đòi bỏ chồng, hở chút là đòi bỏ chồng. Nhà này không có cái kiểu đó đâu con ơi. Chào ông bà. Chào ông. Ông bà gọi mẹ thằng Sang qua đây. Hôm nay chúng ta nói rõ về căn hộ này. Kêu nó làm gì? Con nhỏ này nè, nó bị chó nhà tôi cắn. Cắn xong về nó lăn đùng ra nó chết. Bà, đó là nó bị lây bệnh dại của con gái mấy người á. Bà nói gì vậy?
Rồi mấy người còn tới đây gây sự hả? Món nợ chó chết này thì tính sao? Hôm nay chúng ta ngồi đây để bàn bạc về việc đền bù cho bà. Có gì hư hại hay là đồ đạc xốc xếch trong nhà, chúng tôi sẽ đền cho bà. Bồi thường hả? Ừ. Sẽ bồi thường bằng chính căn nhà này. Thiệt hả? Biết vậy á, bữa hổm chịu đau thêm một chút, không chừng được xe hơi. Tôi nói rất rõ ràng rồi, tôi sẽ bồi thường cho các chị bằng chính căn nhà này. Thiệt hả? Ừ. Không phải mơ. Tôi nói thiệt. Bà, tôi đi lấy thuốc cho bà nha. Bà giả bộ đó. Có kìa. Làm quá. Trời. Thuốc thì bà uống đi. Bà uống vô bình tĩnh, rồi từ từ hãy nói nha bà. Bà giả bộ giỏi quá. Rồi, được. Ừ. Tôi chấp nhận sự bồi thường của ông. Dù gia đình ông á làm nhiều chuyện rất là khó coi. Bồi thường á thì gọi là thiện chí thôi, chứ còn lâu mới đủ. Ông hiểu không? Tôi hiểu. Thôi bây giờ phiền ông bà gọi bà Sáng tới đây. Chúng ta nhanh chóng thương lượng thôi. Ủa, không phải bồi thường cho tụi tôi à? Vậy thì không có được đâu. Lúc đầu á là bà xã tôi đưa chìa khóa cho má của thằng Sang, rồi bà ở lì ở đây, nên chúng ta phải gọi đủ mọi người đến để giải quyết một lượt chứ. Tôi không có gọi đâu. Nè, tôi đếm tới 10 á, có gọi không? Có đếm tới 20 cũng không gọi. Được, đưa vợ đây. Alo. Alo. Tôi Diễm Hà nè. Anh á nhắn giùm bà mẹ ác quỷ của anh tới đây liền, để mà bàn về cái vụ bồi thường giữa gia đình tôi với gia đình anh nè. Vậy nha. Ờ, được rồi. Cảm ơn em. Anh sẽ nói với mẹ anh liền. Khỏi cảm ơn. Mẹ ơi. Mẹ. Ừ. Đi đây với con một chút. Đi đâu? Bên đó người ta kêu mình qua khách. Ủa, chịu bồi thường rồi hả? Đền tiền hả? Đi. Đi mẹ. Nhanh. Mẹ thay đồ đã. Ủa, chờ mẹ chút thay đồ. Nhanh lên nha mẹ. Ừ. Ăn thịt thú rừng xong, tôi dòng đi massage nghe. Ok. Alo, hai, yêu tinh. Anh yêu, đang làm cái gì đó? Anh đang đi một mình cô đơn. Thiệt không? Em đến để thành hai mình nha, để cho anh khỏi cô đơn nha. Thôi, anh đang thích cô đơn à. Mà em gọi anh có chuyện gì không? Có đó, em vừa biết một thông tin rất là hay ho. Cái cô tiểu lắp bắp ở bên chỗ ông Hậu đang đi công tác đó. Tiểu lắp bắp là ai vậy? Có liên quan gì tới anh chứ? Ừ, vậy mới hay chứ. Con nhỏ được cử đi để chặn đường anh đó. Em nói dễ như là ăn kẹo vậy đó. Tiểu lắp bắp đó làm gì có bản lĩnh mà chặn đường được anh chứ. Em không có biết à nha. Em nghe ông Hậu nói vậy nè. Sao anh cười em? Không có. Anh cười cái ông già mà xìu xìu ảnh ảnh đó. Đầu to, mà ốc như là trái nho vậy đó. Anh đừng có chủ quan đó. Bữa nào về phải thưởng cho em đó nha. Bye anh. Ok, bye em. Ai mà thương ông dữ vậy? Thiếu gì người ông ơi. Mà nè, đã tới lúc ông chỉ cần có một người rồi đó. Không lẽ ông cứ lông bông mãi với những cuộc tình qua đường như vậy sao? Thì số tôi đa tình, buộc phải vậy thôi. Chứ tôi cũng ngán mấy cuộc tình qua cầu gió bay lắm rồi. Vậy hả? Hồi nãy tiểu lắp bắp đó là ai? Một kẻ đang nắm giữ những bí mật thương trường. Muốn chặn đường ta hả? Trời chết đi, tiểu lắp bắp. Hãy
quẹo vô, quẹo vô. Nè, đi vô. Chào dạ, mọi người. Chào ông ngoại. Tôi chết là tôi linh lắm á. Mới gần tới cửa à, nghe điện thoại là vô liền đó. Dạ. Tôi còn không kịp ăn cơm nữa đó. Vắng tôi là đâu có được chuyện gì đâu đúng không? Thoát được thì hay biết mấy. Thôi, như vậy nha. Bây giờ tất cả ra ngoài hết đi. Chỉ để bà Vinh và bà Sáng ở lại với tôi thôi. Hai người phụ nữ đại diện cho hai gia đình. Ba, được không ba? Được, để đi con. Mình sao? Thôi đi ra ngoài đi. Đi. Con ra ngoài nha bác. Ê. Dạ. Nè, đứng gần gần cửa nha. Có gì mẹ kêu. Dạ. Cha già này tính chuyện gì đây trời. Tưởng đâu con mẹ mắm thúi đấu với Diễm Hà thôi chứ. Ai dè. Đáng ra là mình hưởng hết. Vậy mà con nhỏ này lúc nào cũng làm kỳ đà cản mũi mình à. Hai bà già đái không qua ngọn cỏ này. Sẵn sàng chưa? À thôi, chúng ta bắt đầu nha. Hey, sắp mất nhà rồi. Vậy cho nó xong đi. Gây qua gây lại, mệt mỏi quá. Mà nhà em thiếu gì đâu. Có một căn có xi nhê gì. Mà mai mốt lấy chồng phải theo chồng mà. Thì bởi vậy, cho nên á, ba của em á muốn ký cái hợp đồng này á càng nhanh càng tốt á. Tối hôm qua ba ngồi soạn hợp đồng cả đêm luôn. Thì bây giờ ổng già rồi, ba tôi không có được khỏe. Tôi sẽ nhường căn nhà này cho ba tôi nếu như ông Chiến bồi thường. Được vậy, cảm ơn. Thôi, bà đọc đi rồi ký tên. Đây tôi đọc cho. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Hợp đồng trao tặng nhà ở. Tôi tên là Dương Chiến, để hòa giải sự mâu thuẫn của đôi bên. Tôi tự nguyện tặng căn hộ số nhà ... 3 ngày sau sẽ tới trung tâm giao dịch để làm thủ tục chuyển nhượng. Rồi sau đó ra công chứng. Rồi, bà điền tên vô đi. Tôi là Nguyễn Thúy Vinh nha. Không có liên quan gì tới cô Thanh Thảo hết rồi nha. Rồi nè, bà ký tên đi. Ủa? Ủa, đưa đây. Trời ơi, đưa đây cho tôi. Đi. Thôi thôi. Trời ơi, nó rách bây giờ đó. Trời ơi. Mày nói là mày nhường cho ba mày rồi. Bây giờ mày giở trò phải không? Ừ, bản hợp đồng này coi như không tính. Bây giờ anh chị xui đã nói là đưa cái nhà này cho thằng Sang với tôi với con Hạnh ở. Đâu liên quan gì tới bà. Ồ, anh còn bản hợp đồng nào khác không, đưa cho tôi đi. Tôi là người ký với ông chứ không phải là con mẹ. Bây giờ mới hiểu được á, bác nhà thâm sâu cỡ nào. Nè, tôi đoán được từ đầu á, hợp đồng này là giả đúng không? Bậy. Hợp đồng á, thật 100% luôn. Người ký là ba của Diễm Hà, là Dương Chiến. Nhà đứng tên Diễm Hà mà Dương Chiến ký. Hợp đồng thiệt, người ký thiệt, mà không có tác dụng gì. Lòng tham làm mờ mắt rồi. Vấn đề quan trọng như vậy cũng không ai nhận ra nữa. Ừ, bởi vậy mới nói. Mày đang giở trò hả? Giở trò gì? Đưa cái giấy này. Cái nhà này là của chị xui cho tôi với con Hạnh với thằng Sang ở. Mấy người mắc mới gì kéo vô đây. Thôi hả? thôi. Bây giờ đi ra không? Đi ra. Từ hồi tao dưng ước chân ráo vô cái nhà mày, cái mặt mày nó đã lì ra rồi. Tao á, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc, lo lắng chăm sóc cho ba mày.
mà mày vô ơn phải không? Vô ơn cái gì? Lần này mà đừng hòng cướp được nhà của con tôi. Mày thôi bà, mày thôi. Mày cũng đừng có mong tao rút lui. Nó quay lấy lại, lấy lại. Làm gì vậy? Mày tránh ra con. Buông ra. Có sao không con? Hả? Có sao không? Hey. Thứ đàn ông gì mà hãm tài muốn chết luôn vậy. Không, thằng tùi với chết quách cho rồi, sống chi cho chặt đất vậy không biết. Chị Thùy Hạnh á, vừa sinh vừa ngoan mà lấy phải loại chồng như vậy, thật chẳng ra gì. Quay với mày. Mày mà mày cũng dám đánh. Bà đừng có mà mong mà đụng tới cục cưng của tôi nha. Ba đó, ba lấy một con mụ đàn bà mày vô liêm sỉ không ra cái giống gì hết. Mày bây giờ còn kéo nhau tới giật nhà của con tôi nữa. Mày nói gì? Tôi nói ba đó. Đồ mắm thối. Ba mà nhào vô cái nhà này tôi chém bà chết á. Thôi mà ông sao vậy? Kìa, ông ngoại. Ông xã tôi giờ như vậy rồi nè. Vậy thì ông ký hợp đồng chính thức cho tôi đi, để tôi đưa ông vô bệnh viện. Thôi được rồi, hợp đồng đi. Bây giờ thì ai ký đây? Tôi ký. Đưa đi. Cái gì vậy? Mẹ Sang, giữ con mẹ này lại. Giữ nó lại. Cái thằng này, cái thằng này cứu nó ra. Rồi, xong rồi. Nè, đây. Qua đây con. Ký hợp đồng xong rồi. Bà, thôi bỏ đi, mình không thèm chỗ này đâu bà ơi. Tức quá đi, ông không muốn ở thì ông im cái miệng của ông đi. Con trai của tôi đến bây giờ cũng chưa có nhà ở đây nè. Cái nhà của mình đang ở, mình chia cho nó có sao đâu. Trời ơi, cái nhà đó là của ba của mẹ tôi. Nhà mà trong thời gian hôn nhân đó là của chung ba mẹ tôi, tụi tôi mới có phần. Ha, đừng có mày im đi. Bà mà muốn chiếm đó hả, là tôi ăn thua đủ với bà đó. Bây giờ thì tao cũng liều với mày nè. Hả? Bây giờ hợp đồng tôi ký rồi đó, bà làm gì tôi? Hả? Tao làm rồi. Thôi mẹ ơi. Thôi đừng có. Thôi mà. Thôi mà ký xong rồi đó. Cản gì vậy? Rồi bây giờ bà đưa tôi 500 triệu đi, để tôi giao căn nhà cho bà. Ủa 500 triệu gì? Hồi nãy ông nói là ông bồi thường 500 triệu cho thằng Sang mà. Cái hợp đồng đó bà với bà Vinh mới xé rồi. Ủa, còn đâu nữa? Còn cái hợp đồng kia. À, còn đây là tờ hợp đồng khác, bà không chịu đọc mà ký à? Ủa vậy là ông lừa tôi hả? Lừa cái gì mà lừa. Một căn nhà này là 1 tỷ, bà bán cho vui thôi đó nha. Bà mua chỉ có 500 thôi. Nếu bây giờ bà có bán tháo bán lỗ, bà cũng lại được 500 triệu mà. Vàng á, từ trên trời rơi xuống hả? Căn này mà bán 1 tỷ, người ta chửi là hố nặng. Với lại là khu quy hoạch, đường hẻm xe hơi vô được nữa, ít nhất phải 3 tỷ đó. Còn gì nữa? Đúng rồi đó, bà già ác quỷ. Căn nhà này nè, không hề bị ngập nước nha, mà lại được nằm trong khu dân cư quy hoạch nữa, văn minh nữa. Nói chung á, là bà nằm mơ cũng thấy được đâu á. Bà không đồng ý thì thôi, tôi sẽ kêu trung tâm môi giới tới. Chỉ nửa ngày thôi là khách tới mua nườm nượp. Khoan, để từ tôi tính. À thôi, bây giờ hai bà nếu mà không đưa tiền á thì tôi hủy hợp đồng này nha. Khoan, đừng xé. Để từ tôi tính. Khoan. Mẹ. Để mẹ tính. Tiền đâu mà tính? Có, từ. Mấy người nhanh chóng chuyển tiền đi. Tôi đền mấy người 500 triệu. Mấy người không lấy thì thiệt cho mấy người thôi. Lấy mà. Để từ tôi gom tiền tôi trả cho. Đừng có xé hợp đồng nha, đừng xé á. Lấy hay không lấy thì quyết định luôn đi. Tôi mất cả buổi làm đến đây chỉ để giải quyết chuyện này thôi sao? Được mà, để từ tôi tính. Nhưng mà bà gom tiền bằng cách nào? Thì tôi đang tính. Đây. Đây nè ba. Trời ơi. Sao bây giờ hả ông? Nè. Thứ hai này bà gửi vô tài khoản của tôi 500 triệu. Dạ. Rồi tôi sẽ làm thủ tục chuyển sang nhượng nhà cho bà. Dạ. Tiền trao cháu múc bà nhớ đó. Nghĩa là tiền mà chuyển vô tài khoản một cái là làm thủ tục nhượng nhà liền đúng không? Đúng rồi. Dạ. À, nếu đã nhất trí rồi thì tôi không thể giao căn nhà cho bà như vậy đâu. Ủa là ý ông là sao? Vừa là người nhà, vừa là nguyên tắc của khách hàng, nên tôi sẽ gọi công ty đến để mà sửa chữa cho nó tốt hơn. Dạ.
Ba, ba cứ giao cho anh Văn là xong liền đó ba. Ừ. Phải sửa lại nhìn cho nó sáng sủa. Dạ. Ba tính nếu mà có sửa thì cũng cả trăm mấy triệu đó con. Dạ, cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi, coi như là xong ha. Dạ. Tôi về. Tắm đi, tắm đi. Bye bye nha. Bảo trọng nha. Dạ, con chào Dương. Dạ chào ông anh. Tự nhiên được căn nhà giá rẻ trên trời rơi xuống. Đã quá, đã quá. Dục chân của tôi. Mẹ. Ôi chết cha, nè. Nhưng mà 500 triệu giờ kiếm đâu có ta. Chắc phải nhờ má vợ con quá. Hả? Cái gì vậy mẹ? Đúng rồi. Tôi thấy bữa nay hơi lạ phải không bà? Ừ. Không biết có chuyện gì mà cả con rể với chị Xuôi cũng không thấy tâm hơi gì hết à. Hồi chiều cũng không có qua. Hay là giận vợ chồng mình? Tụi mình có làm gì đâu mà giận. Chắc có lẽ... À, hay là bệnh có đám dỗ hay bận bịu gì đó. Ngại thì ngại, nhưng riết rồi cũng quen. Cứ chiều tới là có chị Xuôi với thằng Sang qua đây. Thôi, không ấy ăn đi bà ơi. Cậu điện không thấy ai bắt máy gì hết trơn. Thôi, đợi một chút đi ông. Ừ. Điện thoại kìa. Ừ. Chắc chị Xu gọi hả ta? Alo. Chị Hai hả? Em Huệ nè. Anh chị ăn cơm chưa vậy? Có chuyện gì không Huệ? Bữa nay ông Chiến nhà em đi dàn xếp chuyện nhà Diễm Hà xong rồi đó. Xong rồi là sao? Không có gây lộn nữa chứ. Hồi sáng giờ không thấy thằng Sang mà cũng không thấy chị Xuôi nữa. Anh Chiến nhà em á, nhường lại căn nhà cho chị Xuôi của chị á, là 1 tỷ. Anh Chiến đền bù bên đó đó. Về cái vụ gây lộn lần trước á, chị nhớ không? Ừ, thì anh Chiến đền bù là 500. Bây giờ nếu bên đó lấy nhà thì bên đó chỉ trả lại 500 thôi. Chị hiểu không? Thiệt hả? Anh chị Xuôi đồng ý không? Chị à, chị em ruột với nhau, em không muốn ăn thua một lời nói nào với chị. Nhưng mà từ ngày em thấy con Hạnh nó lấy chồng tới giờ, em thấy tính khí của chị nó kỳ lắm. Chị có vẻ xa lạ với em lắm. Chị, tại sao chị không hỏi em á, là tại sao anh Chiến á, anh quyết định thiệt thòi như vậy? Em nói thiệt với chị nha, nếu không phải vì con Hạnh á, thì còn khuya vợ chồng em mới nhúng tay vô giúp á. Em xin lỗi Dượng Ba giùm chị. Thiệt tình, chuyện nhà rối quá, chị không biết làm sao cho vẹn đôi đường nữa. Chuyện lớn á, chị để anh Chiến anh tính. Em điện thoại qua cho chị á, là để dặn chị á, đừng bao giờ cho bà Xuôi mượn tiền. Chị làm gì có tiền nữa mà cho vay. Em yên tâm đi. Em dặn chị rồi đó.
Anh Chiến á, anh cũng nói em á là gọi điện qua cho chị để anh chị đừng dấn thân vào chỗ khó nữa. Rồi, chị nhớ rồi. Em yên tâm đi. Được rồi, mà em vẫn chưa yên tâm đây nè. Mai em điện thoại nhắc chị tiếp đó. Sao rồi em? Chị hai có nghe lời em nói không vậy? Thì cũng ừ à. Ai mà biết được. Thiệt tình, năm ăn năm thua. Dàn cảnh như vậy là coi như êm rồi đó. Nhưng mà quyết định là do chị hai. Chắc là không sao đâu. Tiền nữa cho bà xui trang trí nội thất hết rồi, còn đâu mà đưa nữa. Không lẽ trên đời này có người bị gạt mấy lần mà vẫn chưa sợ mới là lạ. Chưa biết à, có khi viết giấy vay nợ rồi năn nỉ ý ôi người ta mượn không chừng đó. Bởi vậy suốt ngày cứ sợ người ta ly hôn con gái của mình. Ly hôn thì sao chứ, sống một mình vẫn khỏe hơn không? Khỏe thiệt không đó. Trường hợp này thì khác. Ôm nhau thì cứ ôm nhau đi, con đâu có nói gì đâu. Đâu phải ôm hàng xóm đâu sợ. Con nhỏ này, miệng với mồm. Ăn bánh nè. Ăn bánh đi. Dạ. Ê, rồi, xong. Hôm nay người đẹp cho tôi ông leo cây rồi đó. Chắc là đang make up cho đẹp. Lúc đến đây á, ông đừng có xỉu nha. Trời ơi, ông cũng xỉu thôi. Làm gì tôi xỉu không nổi. Mà nói gì thì nói á, cạnh tranh lành mạnh đi. Khi nào chính thức á, Diễm Hà chọn ai á, thì tôi với ông mới được phân biệt. Nói nghe cao thượng quá ha. Thiệt á, tôi thấy á, Diễm Hà lúc này lúc khác hình như là cô không có yêu tôi. Tại tính cô ấy á, từ bé đến lớn được cưng chiều quá. Nên bây giờ cho dù ai nói yêu, nói thương cô ta cũng thấy bình thường thôi à. Nhưng mà tôi cũng tin một ngày nào đó tôi sẽ được nếm gai của hoa hồng. Ê, ông tin á, tôi biết tin hả? Nè, cờ đến tay ai á thì người đó phất ha. Đồng ý. Ok. Mụ nội ơi, dễ thương quá, đẹp quá trời luôn á. Trời đất ơi. Mụ ngoại ơi, em ăn giống gì em dễ thương quá trời vậy. Đẹp mà anh chịu nổi luôn á. Nè nè, qua đây ngồi với anh. Ê, qua đây ngồi. Ừ. Ngồi với anh nè. Thả ra coi. Sử dụng. Mà thôi, đi nhanh lên, trễ giờ rồi kìa. Với lại á, mụ này á, đẹp từ lâu rồi. Tại vì hai ông á, ở gần tôi nhiều quá, cho nên xem thường sắc đẹp của tôi thôi. Ai mà dám xem thường đến em đâu. Nhưng mà nói thiệt nha, hôm nay nhìn em á, giống như là đàn ông mới về giải phẫu vậy đó. Xong cười nữa. Uống nước em. Chết giờ. Uống, uống gì kia đi em. Thôi, đi đi, ngoài. Ông cứ tỏ. Cả đời á, toàn uống rượu đế. Có biết rượu Tây là cái gì đâu. Cô bạn con Hà đem qua nó biếu. Tiếc để dành hoài. Đâu có dám uống. Uống đi chị. Ba, sao ba không để chân cho đẹp? Uống chi cho ổn. Bậy. Bữa nay phải uống chứ. Uống. Uống mừng ông Chiến để nhà rẻ cho mẹ con mình. Uống, uống, uống. Dạ uống. Uống, uống. Biết là ông Chiến ổng có ý tốt, nhưng mà tôi đâu biết tìm đâu cho đủ số tiền đó giờ.
quá. Nhiều khi con muốn chết đi cho rồi. Không muốn chết thì con cũng muốn tới ngân hàng cướp tiền. Thiệt, không có ai như nhà tôi. Nghèo là cái tội lớn nhất á. Chị xui à, việc đâu còn có đó. Thôi 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 thôi, cả nhà ăn đi. Ăn đi rồi tìm cách. Dạ, dạ con mời ba. Tôi Hạnh lạnh nhạt với con. Việc bên nhà con cũng rối bời, con cũng đau lòng lắm. Thà để vợ con đi tìm người khác tốt hơn cho đỡ thiệt thòi. Con không có được nói như vậy, xui xẻo lắm. Qua bên anh chị xui á, đồ ăn thì ngon, đông người thì nó vui vẻ. Mà sao tôi rầu quá, nó không có vô. Công mời ba. Công nhận chả giò con. Ngon. Chị xui nấu nướng khéo ghê nha. Ngon ghê ha. Công mời mẹ. Ăn đi ăn đi. Nói nào ngay á, chuyển ra nhà kho sống thì nó hơi xa, chắc cũng ít khi được gặp anh chị xui. Buồn ghê. Ừ, cũng xa quá chị. Tôi đưa nó ăn đi rồi tìm cách sao mà. Hai cái bà xui này gặp nhau cứ thở dài hoài. Tôi đâu có muốn vậy đâu. Xin chào. Anh làm ơn cho em lấy phòng đặt trước ạ. Xin quý khách vui lòng cung cấp thông tin đặt phòng. Quý khách tên gì ạ? Nguyễn Thị Thùy Hạnh. Người đặt phòng là Quỳnh Kim Minh. Không biết quý khách có nhầm lẫn hay không, ở đây không có nhận đặt phòng nào trên này cả. Vậy anh kiểm tra kỹ một lần nữa đi. Người đặt phòng là Huỳnh Kim Minh. Tôi nghĩ quý khách đọc sai thông tin rồi, chứ khách sạn chúng tôi chưa bao giờ có trường hợp này hết. Anh kiểm tra lại thêm một lần nữa đi. Anh thử dò lại đi. Đây là Huỳnh Kim Minh đó. Cho tôi lấy phòng dạ. 309. Anh cho em gửi. Cảm ơn. Anh coi lại giùm đi à. Tôi ở phòng nào cũng được hết. Chứ không bây giờ tối rồi, tôi không biết. Tôi phải đi đâu? Tiểu lắp bắp. Tiểu lắp bắp đi mà. Trái đất này tròn thiệt. Anh làm ơn, anh tìm lại thêm một lần nữa được không? Đang lúc nghỉ hè, phòng được đặt trước hết rồi. Tôi cũng không còn cách nào khác. Cô thử gọi điện cho người đặt phòng giùm cô, hỏi thử xem sao. Đúng là tiểu lắp bắp. Ngay cả chỗ ở mình mà cũng lo không xong. Sao không phải chuyện của anh? Sao từ đâu anh rớt xuống vậy? Sao gọi điện cũng không xong luôn chứ gì? Anh làm sao vậy? Đâu phải chuyện của anh đâu. Tôi có chọc giận với anh đâu mà sao? Sao không có? Nếu mà cô không xen vào á, thì làm gì tôi với chú Hậu bất đồng quan điểm với nhau? Anh vô lý thiệt. Tôi lắp bắp cái gì hả? Ủa? Nè, sao cậu chưa lên phòng nữa? Khách sạn Sammy Đà Lạt xin không nghe. Biết chú Hậu nghĩ gì về cô mà lại tín dạ, nhiệm quý cô. Khách thông cảm à, hết phòng rồi. Làm việc thì lóc cốc, lo dạ, chỗ ở mình xin không xong. Nè, chuyện gì vậy?
Thôi, bỏ đi, lên phòng đi. Đứng đây cãi cọ kỳ lắm. Đi thôi. Đi, nghe tôi. Người ta là phụ nữ mà. Em Nhân, em biết có chỗ nào cho vay tiền không? Dạ có biết. Có lãi suất chút đỉnh cũng được. Nhưng mà lâu rồi em không có hỏi. Chỗ này á chỉ cho vay cò con thôi. Nhưng mà phải quen biết mới được chị ơi. Chị vay làm gì vậy chị Lan? Xưa nay vẫn thấy chị dư giả mà. Chị vay có chuyện gấp. Mà chính xác hơn là bên chồng Hạnh cần. Xui gia thân thiết hay đỡ trần nhau chút chút á, sau này thì mình đỡ khổ. Chị Lan, chị cần nhiều không? Anh chị xui cần tới 400 triệu lận. Nếu như mình giúp đỡ người ta, chị thấy góp thêm chút đỉnh cũng được. Em có chút vốn 100 triệu, chị không ngại á thì lấy của em. Tiền này á ba mẹ em cho em trong đợt bán đất. À, vậy hả? Tôi cũng có mấy chục dư nè, nhưng mà tôi cũng để đó không có cần dùng gì. Nếu mà chị cần á thì tôi cho chị vay. Vậy thì hên quá. Có hai đứa cho chị mượn, rồi ở nhà góp góp thêm thì chắc cũng được 200 á. Có gì đâu chị, tụi mình là chị em mà. Xui gia thì xui gia, bà cứ bắt người ta ghi cái giấy biên nhận đàng hoàng thì mới được à nha. Chị biết. Thiệt tình là mấy hôm á, thấy chị xui không ăn không ngủ, chị thấy lo hết sức vậy đó. Tụi em rành tính chị mà, nên chị hỏi á là tụi em biết chị kẹt rồi. Chị mà không có kẹt á, chị đâu có hỏi. Thôi phải chị không? Ráng lên, cố gắng đi. Tất cả cũng vì con cái mà. Ha? Chị cũng nghĩ như vậy. Trời ơi, bà mê tiền quá, người ta gõ cửa rồi không nghe hả? À, ông mở đi. Dạ. Ê, trời ơi, xin lỗi anh chị xui nghe. Tôi đang khỏa thân. Để tôi vô tôi mặc cái quần dài rồi tôi ra tôi đón tiếp anh chị xui. À, dạ. Bà, anh chị xui tới kìa. Ra mở cửa mời người ta vô. Ủa, anh chị xui tới hả? Trời đi vô, ơi. Đi vô. Trời ơi, đâu có dễ gì mà bà để tiền hớ hên như vậy. Mà lấy được 200 ngàn của bà. Dạ, mời anh chị xui vô. Dạ, chào chị xui. Dạ, mời ngồi. Dạ. Dạ, chị xui. Dạ, mời anh chị xui ngồi. Tôi đã dặn thằng Sang á, đi làm về rồi ghé qua bển rồi mà. Dạ. Cũng có chuyện nên tôi mới qua. Dạ vậy hả? Mời anh chị dùng nước. Dạ. Cảm ơn chị. Ông ơi. Anh chị xui qua nè. Dạ chào anh. Dạ. Chào anh chị. Dạ chào anh. Anh chị cứ ngồi đi chơi rồi dùng nước nghe. Dạ. Tôi có chút xíu công chuyện tôi phải đi. Ủa? Dạ. Dạ. Đi hả? Dạ. Dạ anh chào. Tôi đi nghe bà nha. Ừ. Dễ gì lấy được mấy trăm ngon lành vậy. Dạ. Mời anh chị dùng nước. Dạ. Dạ. Chị xui à, bữa nay tôi vui lắm. Biết là tối tôi sẽ gặp chị với thằng Sang. Dạ. Nhưng mà tôi nôn quá nên tôi qua đi luôn. Bộ con Hạnh nó đi công tác về rồi hả chị xui? Dạ không. Tôi biết là chị xui đang lo xoay sở một khoản tiền để đưa cho Dưỡng Chính. Mà tôi không giúp được. Chứ mấy bữa rồi, rầu ơi là rầu vậy đó. Dạ, tôi cũng rầu lắm chị xui. Tôi cũng đi chỗ này chỗ kia, ta nói xoay sở tứ phương hết trơn. Bữa nay chắc là có Phật trời phù hộ. Cho nên bà xã tôi đi làm hỏi cái khi người ta cho mượn liền. Ôi trời ơi! Hên vậy hả chị xui? Dạ. Dạ. Dạ mời anh chị xui dùng trà. Dạ. Trà mới ngon lắm.
Dạ. Uống nguội nó không có ngon. Uống đi chị Xui. Dạ, uống dạ, đi. Được chị. Tôi hỏi mượn thì có hai đồng nghiệp ở chỗ làm á. Dạ. Cho mượn mà không có tính lãi. Trời ơi, hên quá đi. Tôi đưa sang đây cho chị chắc cũng được 200 á. Ủa vậy hả? Dạ. Trời ơi. Bây giờ tôi chỉ cần xoay 300 nữa là đủ rồi. Trời dạ. ơi, nhẹ đi nhiều lắm. Cảm ơn anh chị Xui nhiều nha. Dạ. Nhưng mà có một điều là chị Xui làm cho tôi cái giấy. Ủa giấy gì chị Xui? Cái giấy ghi nợ đó chị Xui, có chữ ký của hai bên. Tin á thì cũng tin. Dạ. Nhưng mà chị Xui thông cảm cho tụi tôi, bởi vì số tiền này tụi tôi cũng phải mượn của người ta. Dạ. Dạ. Trời ơi, mượn được là mừng hết sức rồi. Mượn thì phải trả, trả đàng hoàng chứ còn giấy tờ nhăm nho gì. Tại tôi ghi sẵn rồi đây nè, để trống số tiền thôi. Bây giờ ghi vô 200 triệu ha. Dạ. Dạ. Bây giờ ghi vô 200. Rồi. Ủa? Đó. Con dạ. chào mẹ. À. Ba mẹ sang con. Chơi à? Ờ. Ừ. Dạ. Có chút chuyện cho nên ba con mới chở mẹ con qua đây. Ba mẹ con cho mẹ vay tiền. Bây giờ con vô con ký vô đây một cái làm tin. Sau này mình trả tiền lại cho ba mẹ con nha. Ký dạ. vô. Rồi, đây, dạ đây. Dạ. Này tôi cầm được rồi ha. Đủ rồi hả chị? Dạ.